Đây là một bức tranh cực kỳ nổi tiếng. Nó được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Annie Leibovitz, ghi lại cảnh Messi và Ronaldo đang ngồi uống trà đá, cắn hương dương và đánh cờ. Đây được coi là bức ảnh thế kỷ với hai huyền thoại của bóng đá đương đại trong một khung hình. Ngồi bên này là Ronaldo, còn ngồi bên kia các bạn nghĩ là Messi ư? Không, đó là tôi. Bất ngờ chưa bà già? Vâng, anh em không nhìn nhầm đâu ạ. Vì đây là một bức tranh mình đặt vẽ riêng tại Titan Shop. Đấy đấy, anh em nhìn góc nghiêng này xem đã giống tôi chưa? Họa sĩ chỗ này vẽ cẩn thận lắm luôn, hình xăm cũng xóa đi này, vì mình không xăm tay. Khi mà hoàn thiện thì tranh sẽ được in trên vải canvas, đóng khung gỗ composite, đảm bảo mực in chuẩn sắc nét, tranh nhẹ mà vẫn chắc chắn. Được tặng kèm đinh ba chân khi mua nên là việc treo tranh cũng trở nên dễ dàng. Đó, thế là tôi đã được ngồi cạnh Ronaldo rồi. Chi tiết thì tôi vẫn để ở phần ấy kìa nha. Follow on screen với tất cả về bóng đá.